bệnh lưu nang, hay là nãy mình nói là bệnh lờ leo hay tên tiếng Anh nó là red poster, thì đầu tiên mục tiêu của mình là mình phải biết được cái triệu chứng lâm sàng nha. Lâm sàng của lưu nang là cái gì? Ở đây có bạn nào có tiền nhà hoặc là trong gia đình hoặc là mình đã từng gặp một bệnh nhân bị lưu nang chưa? Thời đặc điểm của bệnh lưu nang là cái gì? Có mấy đặc điểm đầu tiên là cái gì? Mụn nước rồi. Mọc theo thần kinh. Mọc bên nha. Rồi, đúng hết rồi đó. Xong bài này. Đây là không. Không bé. Vậy còn phải không? Biến chứng của tương lai là cái gì? Đau. Đau sau tương lai đúng không? Cái biến chứng của em hay nghe nói tới nhiều nhất luôn là đau sau tương lai. Và các triệu chứng mà các bệnh nhân bị tương lai, những người bị tương lai nói chuyện nhất đau. Không phải là đau không nha. Triệu chứng khác là cái biểu cảm, nói chung là những triệu chứng về thần kinh là chính. Rồi mình phải biết được cái chẩn đoán, có một bệnh nha, và cái cuối cùng là nguyên nhân, rồi mình cũng phải biết về điều trị bệnh phương an. Thứ năm đúng không? Đúng không? Đi học cuối kỳ năm thứ năm. Rồi ở đây là cái phần gọi là cái định nghĩa, tại vì cái bệnh này nó nằm chung với một cái bệnh khác là bệnh gì? Bệnh thủy đậu. Thủy đậu. Bệnh khác là gì? Thủy đậu. Thủy đậu. Thủy đậu Chicken box, đúng không? Rồi, hàng rất sơ, cái bệnh này nó là gì? Là một cái bệnh mà về bên này con tôi có nghĩa là cái theo phân gia ha. Theo phân gia, con chú và cái biểu hiện của nó là gì? Tan một bên. Rồi mụn nước. Và cái phát ban mụn nước theo cái phân da đó. Nói chung là nào vô bao theo phân da mụn bên mụn nước theo cái phân da đó thì mình phải nghĩ nhiều lúc và mới được cho ma ha. Đây là cái chốt cơ da do con gì gây ra? Varicella zoster virus ha. Và nó sẽ gây tổn thương ba cái. Thứ nhất là thần kinh, rễ thần kinh và cái da. Cái da mà do cái vùng da thần kinh nó chi phối thì mình gọi là nhạc nó tôn. Thường thì tỷ lệ mình sẽ gặp là khoảng 2-5 ca trên 1.000 dân một năm. Nhiều không? Nhiều. Cũng nhiều ha. Thì bệnh zona này mấy bạn hay thấy hay gặp ở đâu? Người già. Người già, cái gì nữa? Suy giảm miễn dịch. Cái gì nữa? Sau khi mắc thủy đậu rồi đi nữa. Chưa bị thủy đậu bị tương lao không? Có không biết. Chưa bị thủy đậu bị tương lao không? Bạn nào nó có vô tay. Chưa bị thủy đậu cũng bị tương lao. Rồi bạn nào là bị thủy đậu mới bị tương lao? Còn mấy bạn còn lại không biết. Không biết hả? Không biết sao này nó như vậy. Bạn nào cũng bạn mà những bạn mà nó là chưa bị thủy đậu cũng có thể bị zona thì giải thích chuyện gì? Biết chưa bị thủy đậu. Ủa vậy sao mới không bị thủy đậu đi? Nó nói là cái gì? Cái gì? Nó không có một cái triệu chứng của thủy đậu. Nhưng mà đến một lúc rồi đó thì nó sẽ gây ra một cái như rồi nè. Rồi, cũng có thể là bệnh trong nang xong rồi sau này nó bị thủy đậu hả? Không, ý là cái lần đầu tiên thì sao không có thủy đậu? Thủy đậu lại tiềm ẩn hả? Ừ, cái nhiễm con nó như nào? Bạn nói là nhiễm nhưng mà không có thể gì. Có nghĩa là khi là bạn nhiễm, thấy thấy bạn cái ý của em là cái gì? Ý của Trang là bệnh nhân có thể nhiễm cái con B đến B nhưng mà không có biểu hiện gì hết và nó sẽ biểu hiện lên zona, đúng không? Đầu tiên, thấy em là vậy đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Còn mấy bạn, còn mấy bạn nào mà nói là bị thủy đậu trước rồi mới bị zona? Thì
bị thủy đậu thì cái con virus đó nó vô chỗ thần kinh mình nó ngủ hết, thì đến một thời gian cơ nó thì nó sẽ buông lên thần kinh hai. Chỉ hai con là một. Vì tại sao một con bị mất một còn con bị có chỗ? Tại vì sau khi quá trình nhịn ngay tại thì cái đó thoải mái đi, mình thầm mình nói đi vui mà đâu có gì đâu. Em nghĩ là sau khi quá trình mà nhiễm thủy đậu xong á, nó sẽ di trú tới các hạch để thần kinh, thì mình nó sau khi mà gây ra do nam thì nó mới gây theo cái đường thần kinh. Cô đang hỏi sao mà nó không nặng như lúc đầu? Thì tại vì sau khi mà quá trình nó nhiễm thì nó sẽ quay trở lại cư trú ở đó, chứ nó không có còn là ở vô toàn thân như em nghĩ vậy. Nhưng mà ví dụ như thì ví dụ như nó vô trong đó là sao nó có ra, sao nó không bị nặng như vậy? Nó có thể có thể phải có không biết hay gì là mình phải có thì đậu là một lần duy nhất trong đời, thì vô trong đó có bị một lần duy nhất trong đời không? Bị mấy lần? Nhiều lần, chỉ cần suy giảm. Vô ra rồi cũng bị mình duy nhất trong đời ha. Ai mẹ đi đặt chưa? Ủa sao em nói không bị vừa nay vừa? Thường á, ba lần luôn người ta lấy ra còn lần không chỉ được một lần là chỉ bị một lần thôi nha. Rồi hồi nãy các bạn nói là hay bị là có chuyện nào? Người già đúng không? Dạ cũng dịch. Rồi còn cái tuổi nào đúng không? Chị đi đậu hay gặp có lứa tuổi nào? Trẻ có người lớn cảm ơn nhớ rồi mình chưa bị thủy đậu thì sao có chích ngừa họ ăn nhớ chắc có thì lúc đó mình chưa người ta thấy nhà mình chưa ai rồi mình sẽ đặt từ lớn tuổi từ 6 tuổi trở lên người ta thấy cái khả năng nguy cơ bị là bị bệnh zona bị phát ra zona nhiều hơn nha. Và thứ hai đó là cái giải miễn dịch qua trung gian tế bào đối với cái con siêu vi này thì hay mắc bệnh hay bệnh, và giới tuổi cũng là một yếu tố nguy cơ. Hồi xưa cái lần cái này là bệnh nhân mới đó, hồi đó thì người ta chỉ thấy là lớn tuổi này kia và giảm miễn dịch thôi, mà sau này người ta ghi nhận cho là giới tuổi cũng là một yếu tố bệnh. Ngoài ra là những cái chấn thương vật lý tại cái vùng da mà cái con đó nó đang nằm tiềm ẩn, mà thật ra khi bị đi đậu rồi thì đâu có biết cái con nó nằm tiềm ẩn ở chỗ nào đúng không? Đó. Rồi tiền căn gia đình có nghĩa là trong gia đình có những người bị, mình cũng bị đi đậu, gia đình cũng có người bị đi đậu, và người đó có mắc zona rồi, trong gia đình có mắc zona rồi thì cũng có nguy cơ mình sẽ bị zona ha. Và cái một yếu tố đó là yếu tố chủng tộc, thì người da đen cũng hay mắc bệnh nhiều hơn. Ngoài người ta cũng hay là ở Việt Nam mình rất những cái nghiên cứu về bệnh zona, nhưng mà ở nước ngoài người ta làm nghiên cứu này thì khá là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái tốc độ bùng tăng ở nước ngoài là rất cao hơn, và một trong những yếu tố của bệnh zona mà là phải và phải chịu sống ở nước cao, thứ nhất là nước cao và nước hai là nước cao, nó gây ra một cái kinh tế kinh tế thì thế rất là lớn, người ta bắt đầu giảm cao, rất là dữ. Có những bệnh nhân zona mà ta là một hai không đến năm giờ là ta lăn lộn, và ngoài cái triệu chứng cao đó là còn có cái triệu chứng khác còn chỉ cùng rất là khó chịu luôn, cả đau nữa, đó là dị cảm. Các bạn có hiểu cái từ dị cảm không? Dạ hiểu. Mấy em học thần kinh rồi đúng không? Các bạn học thần nội thần kinh không? Dạ chưa, mình học tập cũng biết dị cảm đúng không? Dạ. Có lần nào có bạn nào mà có kinh nghiệm trải qua cái cảm giác dị cảm đó chưa? Chưa. Dị cảm ví dụ như chẳng hạn như có cái vùng da không phải là tê, tê có nghĩa là tê, còn dị cảm có nghĩa là ví dụ bình thường mình đụng vô cái da đụng nhẹ thôi thì thấy nó sao nó dễ chịu đúng không, nhưng mà lần này mình đụng vô một cái mà thấy nó đau, nó rát, nó chói lên, hoặc là nó có cảm giác nó chăm chích này kia, nó khó chịu thì người ta gọi là dị cảm. Hoặc là bình thường đi ngoài đường thấy gió mát, phải không, phải ha, hay là gió thổi qua thấy nó nhích, rồi mình gần hết cái vùng đó luôn thì mình gọi là dị cảm. Rồi cái này là cái giải thích cho mình cái hồi nãy chị học là thủy đậu có trước hay là bệnh nhân có thể không có biểu hiện gì hết mà hồi nó biểu hiện ra bệnh zona, biểu hiện ra zona trước nha, thì lúc nào cũng vậy. Cái sang luôn, cái này là cái chicken box nè ha. Đó thì bệnh nhân nhiễm bị thủy đậu là lây qua đường nào? Da thủy đậu là lây qua đường nào?
Hả? Da đi em theo. Nó to lên đường nào? Một đường thôi. Da đi em á. Không có nói gì hết. Không ai nói da da hết hả? Sao bây giờ thì không nghe mà. Là da niêm. Da 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 đó. Bạn nói là da niêm đúng không? Nói chung là đó, bệnh thủy đậu là lây qua đường hô hấp. Vậy tại sao nó lây qua đường hô hấp mà nó bị hết rồi? Dùng áo. Tại vì không đó, đàng hoàng vô cái nó vào trong cái đường thở thì nó đi vào trong máu nó đi. Vậy là viêm phổi hả? Ở đâu? Viêm phổi. Có viêm phổi đâu nội. Thì viêm trong niêm mạc đường hô hấp. Thật ra nó lây là qua đường hô hấp. Ví dụ như khi mà một người ta thất tiện hoặc này kia hoặc nói chuyện thôi nha, nó cũng nó mắt thấy con siêu vi con virus ra rồi đúng không? Thì như đó mình hít vô thì virus nó vô đâu? Viêm phổi. Viêm phổi. Thì đôi khi mà cái chỗ nào là cái chỗ bảo vệ cơ quan lần đầu tiên chứ mũi. Hồng đúng không? Cái chỗ đó nó có cái gì? Niêm mạc. Đúng không? Nó sẽ đi theo đường mạch huyết và đường máu. Nó ra những cái chỗ khác. Là nóng xuống khỏi. Và sau đó, phải nói đúng đó nhưng mà không phải là vô. Vô hô hấp. Vô trong hồng đúng không? Vô trong phổi thôi nha. Mà nó vô ngay chỗ cái cơ quan bảo vệ đầu tiên. Cái cơ quan miễn dịch đầu tiên của mình là ngay chỗ hồng hồng. Nó có cái hạt amida. Nó sẽ vô đó, nó tăng sinh cái đó. Và sau đó nó lây theo đường máu, nó tắt lan hết toàn bộ cơ thể mình. Cho nên thật ra mấy em phải biết bệnh thủy đậu nó sẽ bị đầu tiên ở đâu? Ở mặt đúng không? Thủy đậu thường đầu tiên nó sẽ bị các tay ở mặt. Mặt thứ nhất luôn cũng là ở mặt, sau đó nó mới lan. Và mấy em để ý thường là siêu vi nó sẽ lây qua đường nào? Hô hấp. Và tất cả những cái loại siêu vi nào nó lây theo qua đường hô hấp thì nó cũng sẽ biểu hiện ở đầu mặt cổ nặng, sau đó nó mới lan ra tâm mình, sau đó mới lan ra tay chân. Mấy em để ý thử coi bệnh nhân thủy đậu có bệnh nào, bệnh nhân nào mà đường đi nặng lắm nó có biểu hiện là một tay đầu chân, chứ thường là ở mặt nè ha, cổ nè, đó tâm mình mà nặng ra tới cánh tay, bắt đầu lúc trước là ra tới cái cẳng tay, cẳng tay là chỉ một vài mốt thôi, còn lại ra còn ở trong thân mình với đầu mặt cổ trước nha, thì nó sẽ theo đường máu nó bay ra được dần. Để chắc là mặt nhiều hơn. Sau đó từ những cái con siêu vi ở cái những cái tốt của những cái da nó sẽ sao? Nó sẽ theo cái mặt thần kinh cảm giác, theo cái hình thức cảm giác nó đi vô cái mặt thần kinh nó nằm lại ở trong đó. Ở đây thì nó vô cái mặt nó nằm lại đây nè. Vô cái mặt thần kinh nó nằm ở đây nha. Để sau. Nó nằm đó là gọi là giai đoạn tiền mẫn, có nghĩa là mình mất bị cái đậu rồi, không còn bị cái đậu nữa. Không bị nữa, không có sao nữa. Nhưng mà người ta cũng không biết cái yếu tố nào mà sau một thời gian nó sẽ tự nó bùng lên trở lại. Cho nên hồi nãy mình nói yếu tố khởi phát có nghĩa là gì? Giảm miễn dịch qua trung gian tế bào với con siêu vi này, nó mới gây ra cái tình trạng là cái con này nó sẽ được kích hoạt lên và nó sẽ tái hoạt trở lại, vừa bị kích hoạt vừa tái hoạt, nó vừa nhân đôi lên trở lại. Nếu nhân đôi lên thì nó sẽ làm gì? Nó viêm cái hạt thần kinh ở đây, nó viêm rễ thần kinh ở đây và nó theo dây thần kinh cảm giác nó ra ngoài trở lại. Và nó đây viêm thần kinh cảm giác, cho nên đầu tiên là viêm đúng không? Viêm thần kinh cảm giác, cho nên bệnh nhân bị zona hay có triệu chứng tiền triệu trước đúng không? Những cái cảm giác bệnh nhân lâu lâu bệnh nhân về ngay khỏi người nhà thì thường là sẽ có hơi rát rát, nó nóng nóng, nó ngứa này kia, hay là chích cảm giác thì con gì bò ngay cái vùng đó, mấy ngày sau nó sẽ hồng hồng cái da lên, ngay một ngày sau thì nó sẽ lên nước ngay chỗ đó ha. Thì cái cơ chế là như vậy, tại vì nó viêm thần kinh trước và cái con này nó sẽ theo viêm thần kinh nó ra cái vùng da, do cái dòng thần kinh cảm giác nó chi phối, mình gọi là đặt nó tôm á, và nó chỉ bị đúng cái thằng đó thôi nha. Cho nên là mình sẽ thấy là nó chỉ bị một bên, không khi nào nó thay một bên đối diện đâu, ít khi nào không phải không có, khi nào nó thay một bên đối diện nha. Cho nên là mình thấy là Việt Nam hay là cái trò gì đúng không? Phát ra thì lấy cây cái gì đó, anh chỗ đó nó lan hơn, thực ra nó có lan hơn. Nếu mọi người phải mạnh bình thường, không có cái gì chất lượng, không có lan, một bên thôi. Đó, bằng trang này thì nó sẽ là lớp sơ. Đây. Đây. Ngay nữa nha. Rồi.
rồi phải chị giải thích đầu tiên là nó viêm thần kinh cho nên là nó sẽ gây ra cái triệu chứng tiền triệu nó là đau dị cảm mà nóng bỏng đau chói chân chích rồi này kia ha đó tất cả những cái này đều là những biểu hiện của viêm thần kinh của cái con sư vi rồi sau đó nó sẽ ra da và nó biểu hiện ở da da đầu tiên nó làm gì thần quan sau đó là nó lên mụn nước nó khô thành mụn mủ và mụn mủ này nó đóng ngoài sau khoảng 1-2 tuần gì đó nó đóng ngoài và cuối cùng nó làm các ban về bình thường tuy nhiên cái viêm thần kinh nó vẫn sẽ còn và nó sẽ còn đau và người ta có ghi nhận rằng mình mấy em có thắc mắc là tại sao nó bị chỗ này mà bị chỗ khác không hả mấy em có thấy là có người bị chỗ này ngay chỗ mắt đúng không có người bị chỗ lưng đúng không nhưng mà em bị chỗ nào nhé bên nào bị chỗ nào nữa ở chân cũng có ai bị không nhưng mà rất là ít nha thường hồi đó giờ chị đi làm những khám bệnh yoga hết khi nào người bị ở tay hoặc ở chân lắm thì người ta có ghi nhận là cái phát ban á cái phát ban mà thủy đậu nó tập trung ở vùng nào nhiều thì khả năng là sau này người đó bị yoga ở cái vùng đó chẳng hạn như một người mà bị phát ban ở cái vùng mặt đầu mặt các vùng mặt này quá nhiều thì thường siêu vi sau đó nó sẽ quay về nó nằm lại những cái hạt thần kinh ở cái vùng đó hạt thần kinh sinh ba và sau này khi mà phát ra yoga thường nó cũng sẽ phát ở cái hạt thần kinh sinh ba thì thần kinh sinh ba có nhánh hạt 1, 2, 3 đúng không thì nó sẽ hay bị những chỗ đó đây cái đây là cái hình ảnh mà mình thấy là con chia theo hình bom bom nha đó ví dụ như cái vùng nếu mà bị tổn thương cái T2 thì nó bị đi đến ở đây hoặc là cái lưng ngay chỗ này đó ví dụ đây mọi người thấy bị yếu không ha đó và chỉ một bên chân thể thôi không qua đường giữa và trong vùng phân bố của anh thần kinh giao cảm nha thường người ta thấy là cái chỗ lưng mình từ T3 tới T2 là chiếm hơn 50% cái tổn thương mà những cái người bị yoga hay bị cái đó và có vùng mặt là nhánh năm một là khoảng 15% và thường có kèm theo mặt vùng sưng đau và một số trường hợp là bị đau rất dữ dội nhưng mà không có biểu hiện da có nghĩa là bị yoga không có biểu hiện da chỉ là viêm thần kinh thôi và những cái đường hầm nặng hơn nhưng nó có thể đi điện luôn điện mặt và thường tự phát vui trong 2-3 tuần đa số là nó cũng có một lần thôi ở đây là cái hình ảnh mình thấy nè rõ luôn ha nó theo cái đèn con tôm thôi và này nghe cũng thấy là nước thành chùm cho nên thần quang đúng không yeah. Nhưng mà các cái là nó các cái hạt bếp rồi nãy là nó có chỗ vị trí môi và bị sinh dục thôi ha và cái này mình hỏi cho triệu chứng của thì nó sẽ có hơi rát rát nhất ở đây là một trong những cái trường hợp hiếm mà các bạn thấy này bệnh nhân nam lớn tuổi rồi mặt trong đùi đúng không và các bạn thấy này nó là đúng không nó là bóng nước luôn nha nó là bóng nước luôn và nhìn kỹ thì ở đây này nó có luôn cái bông xuất huyết ở đây nữa nè ha thì này là một trong những cái dấu hiệu mà mình xếp cho dấu hiệu mạnh rồi ở đây là cái lưỡi thấy giống cái hạt bét này không đúng không nhưng mà khác chỗ nào khi mình khám mình phải để ý coi nó có một bên lưỡi hay không nha nó rất là rõ một bên thôi ở đây là cái hậu trang cứng nè các bạn cái bụng một bên đúng không ở đây là một trường hợp bệnh nhân gọi là Ramsay hơn có nghĩa là cái dấu hiệu về triệu chứng Ramsay hơn có nghĩa là bệnh nhân bị tổn thương chỗ cái lỗ tai ngoài nhân bị liệt mặt luôn nha một số trường hợp nữa nếu mà mình bệnh nhân mà bị nhánh mắt một tổn thương nhánh mắt một thì khi mình nhìn mình khám nghe là để biết là bệnh nhân có nhả cái bụng nước ở mũi hay không ngay cái đầu mũi nè những cái bụng nước mà mũi con na đó ví dụ ở cái bụng mặt này không thì bệnh nhân thường là sẽ kèm theo sưng mắt rồi này kia mình cũng phải hỏi bệnh nhân có nhìn mờ hay không rồi nhưng mà mình phải quan sát là bệnh nhân có những mụn nước ở đầu mũi hay không nếu mà bệnh nhân có những cái mụn nước ở đầu mũi thì ở trong bệnh gian gọi là có thể là phát sinh sưng có nghĩa là bệnh nhân đã tổn thương cái nhánh mũi bi rồi do virus á cái con này nó gây ra tổn thương cái nhánh mũi bi thì lúc đó bệnh nhân có khả năng bị mù cho nên là mình phải kêu bệnh nhân đi khám liền ha cho nên nói bệnh yoga nó nhẹ chứ thật ra nó cũng không nhẹ đúng không khi nào không có những cái biến chứng nó sẽ rất là nặng
của mình khi bị thầy quét, khi bị cho ma hay bị làm gì? Bắt, đúng không? Bắt đầu xanh, nhai, bắt lên, phun lên, rồi nhai gạo sống, phun lên, đủ thứ hết trơn. Rồi đắt lá, đắt này kia, phần thân hết, đắt lên hết. Và sau đó nó sẽ bị nhiễm trùng. Và nó viêm thần kinh nhiều hơn, viêm vùng da nó nhiều hơn. Và bệnh nhân sẽ càng vào lâu lần hơn. Và cái khả năng đau xanh thần kinh zona nó sẽ nhiều hơn. Cái biến chứng nữa mà cái zona lan tỏa, có nghĩa là zona từ nãy giờ thì cho mấy em coi biết là nó chỉ một nguồn cung lúa là sao tôm thôi, đúng không? Nhưng mà những trường hợp zona lan tỏa thì nó sẽ có hết những cái mụn nước gần như là lan tỏa ra khắp người, thì lúc đó mình phải chẩn đoán phân biệt với thủy đậu hoặc là những trường hợp hạt bét ha. Cũng có những trường hợp zona lan tỏa nha, ví dụ những trường hợp mà bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, nên bệnh nhân mắc HIV như kia, bệnh nhân có thể bị hai đợt hoang tôn trở lên, hoặc là nhiều đợt hoang tôn hơn, hoặc là bị zona lan tỏa ra bên cả người. Và biến chứng thứ hai là biến chứng đau thần kinh sau zona, là biến chứng trước mắt như nãy chị nói, kết mạc xung huyết hoặc là giác mạc bị kích thích này kia thôi, nhưng mà những trường hợp nặng nó gây loét giác mạc luôn, gây mù luôn. Rồi chẩn đoán thì chủ yếu cũng dựa vào là cái trường hợp này mình thấy nó giống không? Nó cũng theo đường ha, nhưng mà mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy nó không phải là bệnh nước, cái gọi là một cái hồ hủ hơi hoại tử thượng bì, cái này mình gọi là hoại tử thượng bì nè. Đó, mình thấy nó đối xứng không? Cái đây là cái nét meo chân đúng không? Xứng ở đây một nét, ở đây một nét, thì thật ra cái này là liên da tiếp xúc, hay mình gọi trong da mình gọi là gọi là thấy rồi mình phyto-photo á, phyto-photo để analysis có nghĩa là viêm da sáng thực vật, à đúng rồi, viêm da sáng thực vật ha, có nghĩa là mình nhân ngồi, ví dụ nhân ngồi xuống thì ở đây đứng qua đây cái lay vào bên này, ở đây đứng qua đây cái lay vào bên này luôn, thì đụng cái đau này cái đó và nó tập theo cái hình dạng photo gì đó. Cái chẩn đoán đặc biệt nữa là mình phải chẩn đoán đặc biệt cái dạng bé như nãy mình học ha. Và nếu mà trước khi bệnh nhân có biểu hiện da, hoặc là đối với những trường hợp chỉ có biểu hiện đau thần kinh không có biểu hiện da, thì mình phải chẩn đoán xung quanh những cái trường hợp, ví dụ như đau thắt lưng bụng tim hoặc là đau thần kinh thường ha. Về vậy thì tại chỗ nãy mình cũng y vậy, mình phải chống bội nhiễm bằng thuốc tím pha loãng nè, hoặc là uống thuốc sinh lý, phải pha những cái dung dịch màu chẳng hạn như là enzyme hoặc là viên gan lên, và mình phải tránh co tục tim huyết nha, tránh trùng tục. Nếu mà bệnh nhân đau quá thì mình có thể cho giảm đau thành hơn thuốc kháng CV. Thì trong trường hợp nào, thứ nhất là bệnh nước xuất huyết, thứ hai là zona lan tỏa, thứ ba là zona mắc và zona ở người già suy giảm miễn dịch, và nên dùng trước 72 giờ. 72 giờ kể từ lúc nổi ban da, có nghĩa là nổi phát ban ở da lên, phải nên tất cả những cái thuốc kháng siêu vi gần như là ngay phải nên dùng trước 72 giờ mới có hiệu quả, còn sau 72 giờ là gần như không có hiệu quả gì hết, tại nó đã cho tôi rất là nhiều rồi, nó xong rồi đó. Điều trị mình cũng dùng những cái thuốc kia như hồi nãy của bên hàng bé ha, nhưng mà cái liều nó sẽ cao hơn rất là nhiều, bởi vì người ta thấy cái varicella zoster này, cái liều của nó mình phải dùng cao hơn, tại vì cái mức độ nhạy đáp ứng với điều trị nó thấp hơn gấp 10 lần so với hạt bé, có nghĩa là nó không có ăn thuốc gấp 10 lần so với hạt bé, cho nên thường sẽ dùng liều là với 800mg nhân 5 lần một ngày trong 7 ngày. Nhớ nha, các bạn vô là dùng lâu lâu hay gặp cái mấy bác sĩ không phải là da liễu hay do sai, nó cứ nặng cho có 200 lần, đánh quá nhẹ không có thể nào mà nó hết hết trơn, không có xuống. Và mục tiêu mình điều trị để làm cái gì? Để làm giảm cái sự đau, giảm triệu chứng, giảm cái khoảng thời gian kéo dài của cái bệnh nha. Cho nên mình mới đánh thôi, chứ thật ra những CV này nó cũng sẽ tự hết. Cho nên những trường hợp mà bệnh nhân trẻ trẻ không có triệu chứng gì nhiều thì mình không có cần phải điều trị. Mình khuyên bệnh nhân cứ để đi như vậy thì từ nó tự nó hết. Nhưng mà đối với các em, ví dụ như mà đi ra điều trị, mấy em đi khám sức khỏe, khám bệnh đi, mà kêu bác sĩ kêu là để vậy nó tự nó hết, mấy em có chịu không? Đương nhiên là không rồi, đúng không? Đó. Rồi nhiều trẻ em thì mình muốn theo một tí
rồi điều trị biến chứng thì nếu mà có những trùng thì mình phải điều trị tại chỗ tổng với hết. Còn nếu mà đau sau zona nhiều quá thì mình phải chuyển qua những cái trung tâm mà giảm đau á, ha. Tổng thương mắt thì mình phải đi đắp mắt. Các bạn có thắc mắc gì bài này không? Cái thủy đậu là nó là trong cái giai đoạn ủ bệnh hay là trong cái giai đoạn nó đã phát cái mụn nước sao rồi cô? Vừa giai đoạn ủ bệnh lẫn giai đoạn phát mụn nước sau một tuần mụn lây. Và zona này có lây không? Zona có lây không? Có lây. Zona này qua tiếp xúc trực tiếp cũng có. Nhiều hơn người ta thấy là zona này qua tiếp xúc trực tiếp như là tiếp xúc những cái mụn nước đó, khả năng lây nó sẽ nhiều hơn. Và vẫn có khả năng lây qua đường hô hấp nhưng mà rất là ít thôi nha. Cho nên là zona mà có lây thì khi mà lây thì người ta bị bệnh gì, những người mà bị lây thì sẽ bị đậu nha, nhớ nha. Zona nó lây là cái người mà bị lây, người bị mắc là sẽ phát ra bị đậu chứ không phải là bị zona nha. Cho nên hai cái bệnh zona và bị đậu nó là một, có nghĩa là phát nguyên phát nó sẽ là bị đậu, thứ phát nó sẽ là zona nha. Các bạn có thắc mắc gì không? Mà chỉ điện phải cắt giảm đau, chứ mình điện mắt hết. Nó có thể nó từ từ, nó tự nó làm nó hết được. Nhưng mà thường nó sẽ kéo dài tùy theo từng người. Có người kéo dài một vài tháng thôi. Có người là sẽ kéo dài vài 6 tháng, có người kéo dài 1 năm, có người kéo dài 1 năm. Thì thường mình sẽ dùng những cái thuốc giảm đau mình cho bệnh nhân. Đúng rồi. Thật ra không có đơn giản, cái cơ chế đau thần kinh zona nó có đơn giản chứ mình nghĩ là nó hết viêm thì nó hết đau. Tại vì thật ra khi nó đau nó không phải là nó gây viêm, nó đau còn viêm trong cái quá trình viêm nó đã tổn thương thần kinh rồi. Và có những cái tổn thương thần kinh nó sẽ không hồi phục, có nghĩa là nó làm thay đổi cái nỗi đau của bệnh nhân. Cho nên là cái nỗi đau nó đã thay đổi nỗi đau, nó sẽ bị đau kéo dài. Cô ơi cô, vậy là nếu mà không bị thủy đậu thì ý là cái phát triển tới zona cô nó không có qua giai đoạn thủy đậu đúng không cô? Ý em nói là bệnh nhân bị zona luôn, không có bị thủy đậu mà. Thường là chắc chắn sẽ bị thủy đậu, chỉ là biểu hiện thủy đậu là nhẹ hay nặng thôi. Không phải người nào bị thủy đậu cũng có tay mình bước hết người đâu nha. Có những người ở đây ví dụ như giờ cũng đang có mùi thủy đậu đi nha, thì có những trường hợp bệnh nhân cô cáo là cũng có những cái mùi nước nhỏ 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 thôi, nó ít thôi. Nhiều khi mình dùng mình có mùi cáo thôi cũng bình thường. Mẹ đi về rồi.